Hello mọi người. Bên này có cái hang này, nhưng mà chắc mà mình không xuống đâu. Hai mươi mốt cục sắt, ba cái cúp bách môi ra để làm trailer hả? À, không biết, tao bữa cái thằng kia nó gửi á, nhìn thì ở trên thì đẹp, ở dưới hang không thấy mẹ gì hết. Ở trên đẹp quá trời quá đất mà ở dưới không thấy, trời ơi. Hello. Không biết có resort mắc nào nhìn đẹp đẹp không? Để bữa sau lên mạng tìm nữa. Nếu mà có resort park nào mà định vị được kim loại thì tốt, định vị được khoáng sản thì tốt. Mình không thích đi hang chút nào mọi người, tôi sợ mấy con zombie phải luôn. Sợ mấy con zombie cắn đít tôi phải luôn. Đó, bên này có con zombie nè. Kiểu như hoạt hình á, không, không thấy giống hoạt hình mà thấy nó cổ điển, cổ cổ. Có ông là hát con 5 năm là sao? Tập trung quá, không 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 trả lời comment luôn. Đúng rồi, sợ cái zombie lắm, cho nên là bình thường là không có thích đi 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 hang, đi farm, đi mai để đi làm gì cũng được mà không thích đi hang.
Ta đi hang quá dễ chết. Giờ mình đi sẽ đi kiếm một ít xương nha. Tôi sẽ đi kiếm một ít xương để thuần phục một con chó. Thật ra là trong người tôi có xương rồi nhưng mà tôi không biết đủ hay không. Chó hướng đâu bên này? Ồ, có mấy thằng chuyên đi mai nó xử lý được, mình không không chuyên. Có mấy thằng đi mai giỏi mà không phải mình. Mình chơi dở phải luôn. Anh chơi dở phải luôn. Có một con chó đi theo mình rồi. Đi con. Muốn đốt rừng ghê. Nói như vậy là nói sao? Nói như vậy là nói sao? Hồi bữa qua đây bị chết nè. Bây giờ đi qua là dính dung nham đó. Không dám qua. Chạy xuống rồi. Sợ quá. Hồi bữa chết bên này nè. Nó chết ngắt luôn. Cầm đuốc không sợ chết à? Thì cầm đuốc cứ cầm đuốc thôi. Thật ra thì cầm đuốc cầm khiên thì cũng vậy, cầm đuốc nếu mà đỡ không kịp thì cũng chết. Chó mình đâu rồi? Ủa chó mới thu phục xong đâu rồi? Trời ơi, thế là tôi bị mất con chó sao? Tôi sẽ làm một ít cái sẻng. Tôi sẽ làm một ít cái xỉn.
Rồi, cất đồ nè. Cất đồ bớt. Cất đồ bớt.